là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói lên ba cái nguyên nhân. Là nguyên nhân thứ nhất là Việt Nam của mình không có tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo, nói về tự do tôn giáo là chính xác là chúng ta có một cái hồ sơ hiện tại bây giờ là có một người tín đồ của giáo Cao Đài. Chị đó đã qua tới đây để dự cái hội nghị này, thì trong khi chị phải mất tới 20 ngày cho tới 1 tháng, chị phải đi trước rất là lâu để mà chuẩn bị cho cái đi vào cái hội nghị này. Tại vì chị biết khi mà chị đi ra chị sẽ bị chặn đường rất là nhiều. Cuối cùng đã tốn 20 ngày chị mới bay được từ bên Việt Nam qua đây để đi dự cái hội nghị này. Và khi mà Việt Cộng phát hiện ra được chị đang ở có mặt ở đây để dự cái hội nghị này, thì họ đã gửi giấy tới nhà và yêu cầu chị sau khi chị trở về từ hội nghị, chị phải vào đồn cảnh sát để mà nói chuyện, chị vào đồn công an để mà nói chuyện. Đó là cái điểm đầu tiên nói về Việt Nam không có tự do tôn giáo. Và cái bao nhiêu người Hơ Mông đã bị cũng có mặt ở nơi đây, người dân Hơ Mông có mặt ở đây, họ đang bị đàn áp về cái tự do tôn giáo của họ như thế nào. Và đạo Tin Lành cũng vậy, có các mục sư ở những dân tộc thiểu số, họ cũng có mặt ở đây để họ chia sẻ về cái sự đàn áp của Cộng sản đối với những người mục sư, tại vì họ sợ, Cộng sản sợ những mục sư này. Họ nói rằng là Việt Nam có tôn giáo nhưng mà không có được tin về đạo nhiều quá, và mục sư có quyền làm mục sư nhưng mà không được đi truyền tải và truyền đạt lại tin mừng. Nếu như mà mục sư mà không được truyền tải tin mừng thì làm mục sư để làm cái gì? Một linh mục mà không được lên trên đó để mà nói về Chúa, để giảng dạy về những điều hay, điều tốt, thì linh mục để làm gì, đúng không thưa các anh chị em? Họ nói rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo nhưng không thể nào lợi dụng tự do tôn giáo để mà tạo và kêu gọi sự đoàn kết. Đó là một cái mà Tuy Chiến, và họ bắt những mục sư, những linh mục này với cái lý do là lợi dụng tôn giáo để mà kêu gọi sự đoàn kết và sự chống phá của đảng nhà nước với đại đảng và nhà nước. Và điều đó là không thật. Một lần nữa, Cộng sản nó rất giỏi về vấn đề tuyên truyền. Cái điều thứ nhất anh Thắng mới nói hồi nãy, và điều thứ hai nữa là anh Thắng nhắc tới là không, Việt Nam không có tự do về báo chí. Tất cả những báo chí nào nói về sự thật, hay là những Facebooker nào nói về sự thật, nói về những chuyện gì đang xảy ra ở bên Việt Nam, thì đều bị nhà cầm quyền Việt Nam tới làm khó dễ về cuộc sống của họ. Và điều thứ ba là không có quyền tự do đi lại. Và anh Thắng đã đem thí dụ của Mã Tuy Linh là một trong những thí dụ, nói với lại quốc tế là có một người đã từng về Việt Nam năm ngoái và bị bắt. Anh Thắng nhắc lại là bị bắt và bị nhốt 6 ngày 5 đêm. Điều đó đã chứng tỏ là Việt Nam không có sự tự do đi lại. Thì hồi nãy đó là trong cái diễn đàn là chúng ta có được mấy phút để đứng lên mà để nói về những cái chia sẻ về cái tự do tôn giáo, về cái gì mà bất mãn. Một lần nữa mà nói cái hội nghị này là chúng ta đến cùng nhau để chia sẻ những cái sự thiệt thòi mà người dân đang gặp phải ở trong nước của mình. Và mình cùng nhau, đây là hội nghị bàn tròn, mình cùng nhau để mà nói về tìm những cái phương pháp, những cái phương án. Tại vì đất nước của những người khác ở phía Đông Nam Á cũng có những cái tình trạng tương tự giống như vậy, và không hiểu sao Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố tình không hiểu cái mục đích và lý do tại sao chúng ta gathering ngày hôm nay để nói về những cái điều đó, mà họ đưa những cái cán bộ của họ qua đây để mà tiếp tục tuyên truyền nói rằng đất nước của mình sống rất là hòa bình. Nó còn hỏi mã là chị đi về Việt Nam khi nào mà chị cảm thấy đất nước của mình có thay đổi hay không? Chị không thấy đất nước của mình thay đổi sao mà chị nói rằng đất nước của mình là không có tự do? Thì mã trả lời hồi sáng với chị đó là ủa, rõ ràng là vậy, tôi thấy đất nước mình thay đổi rất là nhiều. Bây giờ đi về Việt Nam rất là khó, những cái buổi sáng đi ăn sáng rất là khó gặp những người Việt, mà nhìn quanh ở đâu cũng thấy Trung Quốc. Thì bà giận lắm, bà sùng sùng sổ sổ lên, bà nói là chị đi đến thế cái chỗ nào mà chị thấy toàn là người Trung Quốc. Hôm nay mã Tư Linh đang ngồi ở đây, chút xíu nữa mã sẽ quay ngược lại cái camera cho các anh chị em coi là mã đang ngồi chung với trong cái bàn này có rất là nhiều anh chị em cờ đỏ ở bên Việt Nam qua đây, mà mình có thể nói rằng là những có luôn cả thầy tu quốc doanh qua tới đây để dự cái hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin. Để mã quay video lại cho các anh chị em chiêm ngưỡng những người từ bên Việt Nam qua nghe. Cái này là anh Đức đúng không chị? Anh Châu này là chồng chị đúng không? Là chồng của chị tù nhân lương tâm Lê Thị Kim Thu Giang Quang. Thấy thắc mắc hỏi thôi chứ không có. Rồi anh cứ hỏi đi, tự nhiên hỏi đi. Anh đang livestream, em đang livestream anh đó. Đây là một chị ở bên Việt Nam qua, và anh Châu đang hỏi chị. Hồi nãy anh hỏi gì vậy anh Châu?
hỏi coi ở bên Việt Nam bị lục sao không? À, anh cho hỏi cái chị này là ở bên Việt Nam đang bị lục phải không? Và báo nhà nước Việt Nam có nói không hả? Để biết tin tức người kia. Để biết tin tức là nhiều không? Dạ, để tin tức cho biết người. Tại tụi này đi theo là tò mò thắc mắc để biết tin Việt Nam. Tiền túi tụi này bỏ ra chứ không có tổ chức nào. Đúng rồi. Nhớ là không có tổ chức nào cho tiền. Phi chính phủ, mình là xã hội dân sự, không biết các em có phi chính phủ. Phi chính phủ. Tổ của nhóm nào vậy chị? Là của nhóm nào là phi chính phủ trong nước mà. Đây là của nhà nước. Không phải của nhà nước. Phi chính phủ làm sao là gọi là của nhà nước? Thì phi chính phủ. Thì phi chính phủ thì hỏi vậy thôi mà chị đang đẹp vậy dặn kia ạ. Có nhiều người bị mờ nha. Đưa đây chị. Chị chơi. Chị nói tiếp đi chơi đó tới bến luôn đó chị lửa. Chị em đang livestream. Em đang livestream. Chị qua bến thì ngồi đi. Tôi nói thật là tôi nói lớn lên cho bên Mỹ lâu rồi thành ra ít có biết con gái Nam. Nè nè chờ thầy chùa quốc doanh nè đó Việt Nam đi xong ở Việt Nam anh đã tìm nước mà mình làm về nước á thì cũng có về rồi về thăm rồi thấy khác đúng rồi. Có khác quá trời luôn. Buổi sáng mà lúc em về đó, buổi sáng đi ăn ít có thấy người Việt lắm, thấy toàn người Trung Quốc không à. Cái đó thường biết. Chị đi đâu mà lại nói vậy? À không thiệt mà, em thấy mà. Em thấy chị thấy ở đâu? Em thấy ở ngay Quảng Ngãi, em thấy ở Quảng Bình, em thấy ở Quy Nhơn, em thấy ở Phú Quốc. Em thấy ở Phú Quốc, em thấy nguyên một Đà Nẵng có nguyên một cái nhà của chủ Trung Quốc ở luôn. Mấy cái đó thì hỏi về Việt Nam thấy gì thì trả lời Việt Nam thấy gì thôi chứ sao làm gì mà xúc động dữ vậy? Phản ứng mạnh. Mà gì mà phản ứng mạnh dữ vậy? Người ta nói về Việt Nam thấy Trung Quốc thì thấy Trung Quốc chứ không lẽ giờ thấy ô không lẽ thấy nhiều xác chết nổi lên bình hả? Nhà nước mà đang cãi nhà nước chị này chị cũng không có nhà nước thì chị đi. Dạ. Cái này tôi lớn quá mà không vừa. Nhưng mà tôi có cái nhận xét là dưới quê đó, tôi về tôi sống tôi thấy dễ thở. Biết tại sao không? Thứ nhất là không phải sạch. Thứ nhì nữa là giá nó rẻ thì rẻ. Dân nó nghèo. Mà khi dân nó nghèo á, tôi so sánh cái trò mỗi chị lần lên thành phố đã đi mướn cái hotel đó là vấn đề vậy luôn. Sự thật tôi đúng rồi. Vài lần thôi. Sự thật tôi sống ở Mỹ lâu năm là nhưng mà tôi cũng gọi thành thần. Cho nên đang ngồi nói chuyện để có thể gì trả lời về đất nước Việt Nam mình như thế nào đó các anh chị em. Mục đích tôi về là không có gì về cưới vợ thôi chứ không có gì. Cưới vợ rồi, thua trận mới về cưới vợ đó tại bên Mỹ con gái nó chê. Chị ngồi bên kia. Có sao nói vậy? Rồi, tại vì những người sống ở nước ngoài không có biết nói xạo. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới nói xạo đúng không chị? Còn mình có sao nói vậy chứ bị chê thì bị chê. Có bài hát có sao nói vậy? Người ơi. Sang đây đó cũng 2 năm rồi. Mừng quá. Không nhờ bên bển mà cho về đó là tôi ở giá rồi. Hả? Có em bé có nhưng mà bị tại kêu ăn trúng đồ độc Trung Quốc làm cái gì? Như vậy là cưới thêm vợ nữa. Con cá trời đâu cho Chúa cho. Con nó thật sự ra đó mình cũng muốn về cưới vợ Việt Nam lắm. Nhưng mà con không bảo mình ổng nó ở Việt Nam ở các nước mà nuôi con gì không sống được hết trơn ở Việt Nam nuôi một con không được. Con gì nó cũng lừa. Tôi cũng không có lại gì hết. Thứ nhất là mình cùng ngôn ngữ. Mình cùng đất nước Việt Nam. Em nghĩ là chẳng có gì là không cởi mở hay là phải giống như anh có thể hỏi em bất cứ lúc nào. À dạ dạ chị hỏi em cái nha. Đây đây chị Kim Thu hỏi này, Kim Thu hỏi này. Vậy là kỳ thì chị thích nam chứ không thích nữ hả? Nói em chỉ hỏi thôi. Anh đã xin lỗi tại vì em ở Mỹ cho nên em có sao nói vậy, ok? Nó chỉ là cái cư xử ứng xử bình thường thôi. Em đang cứ chuyện về anh thì em đang nói chuyện. Nói cái đề tài này rất là hấp dẫn mà chị thích nữa. Tức là em nói em phi chính phủ, thì chị đi là tụi chị bỏ tiền à, những người ngoài này đi đều bỏ tiền hết. Thì chị cũng là phi chính phủ. Vậy thì trong nước em đi em có bị ngăn cản không? Em ra sân bay bình thường. Vậy thì vậy thì không phải là chỉ đến đây mà em đi công tác khắp thế giới em đi bình thường. Em tham gia các diễn đàn bình thường. Thích thế. Vậy là rất ok. Nhưng mà người
ngược lại cùng người trong nước với nhau, cũng cùng người Việt Nam, nhưng mà nó có cái khác biệt. Em thì đi khắp thế giới và em đi nhiều cái tổ chức mà được thế giới là kêu gọi để cho mình học hỏi nâng cao kiến thức, nhưng mà ngược lại cái người trong nước ra đi là lại bị ngăn chặn, bị mời. Đây là mới vừa bị mời mà phải đi trước 20 ngày nữa. Mà người Việt như tôi xin vô tổ chức cho tôi. Đúng rồi. Em nghĩ là nó, nếu mà phù hợp thì cho tôi xin cái website đi. Cái chị này mới giờ bị mời cách đây 2 hôm. Chị Lê Thị Kim Thu, dân Oan, Lê Thị Kim Thu có trò chuyện và anh Châu là chồng của chị Thu cũng trò chuyện với cái người ở bên Việt Nam qua đó. Thì cô đó tự nhận rằng là cô ở trong cái nhóm là phi chính phủ và đi qua đây không có một sự trở ngại nào của từ phía nhà cầm quyền. Tuy nhiên trong nhóm của anh em của tụi mình thì có những người đi họ phải đi trước cả 20 ngày, họ phải đi trước cả tháng trời để tránh sự theo dõi của nhà cầm quyền Việt Nam. Mà khi họ qua tới đây được rồi thì họ biết rằng là những người này đi qua đây, bên Việt Nam biết rằng những người mà đã ra khỏi Việt Nam là vì muốn đi qua cái dự hội nghị này thì đã có giấy mời triệu tập. Thì khi họ trở về lại Việt Nam thì công an đã đứng sẵn trước cửa nhà của họ để triệu tập họ vào, để hỏi lý do họ qua đây gặp gỡ những ai, nói về chuyện gì và hình ảnh như thế nào, chia sẻ đã nói và đã tìm những cái bằng chứng như thế nào. Thì những anh chị em đi qua đây họ đã chuẩn bị được cái tinh thần của họ khi lần này về Việt Nam sẽ gặp trở ngại.